Rồi, ai ai? Hai, ba. Cố lên. Ok. Một, hai, ba. Cố lên. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bây giờ mình sẽ đi trốn nha các bạn. Trời ơi, sao cái đồi này toàn là cát không vậy? Cái chú mát kìa. Cái chú mát rồi. Ôi, anh em ơi. Tôi nghe tiếng biển anh em ơi. Cá kìa. Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay là team mình phá cách một cái là thử thách 24 giờ ở bãi biển đồi cát này. Từ trước tới giờ là mình ra mưu mình bắt cá bắt cua không nha các bạn. Nay mình ra biển mình bắt hải sản cho đã luôn. Đúng rồi đó, mình cái đây mình sẽ bắt tôm hùm chứ cua đó cho các bạn xem nha. Muốn biết còn có mấy con đó không chứ bây giờ nắng lắm luôn đó anh ơi. Nắng quá vậy thôi. Đúng rồi đó, bây giờ mà không có hải sản thì mình ăn cái gì? Mấy đứa yên tâm đi, lúc nào đi thử thách cô cũng đem theo xúc xích heo cao bò cho tụi con nạp năng lượng nè. Nếu mà không có hải sản thì mình ăn xúc xích heo cao bò thay thế. Ngon rồi. Nói chung ở đây là rất là nhiều đồi các bạn phải leo rồi mới đi được. Đó, địa hình đây rất là hiểm trở luôn. Còn Vinh chuẩn bị thì trái banh làm gì Vinh? Để đánh bóng chuyền. Ủa em muốn quánh không? Rồi đi em à. Trời ơi, giờ mà phải vượt qua cái đèo này rất là cao luôn nè. Đi nổi không? Rồi, mấy đứa đi vòng vòng đi, tao đi sao? Rồi, nói chung là cái dốc này có cát đi cũng rất là dễ. Đúng. Wow. Biển rất là rộng luôn anh em à. Quá đã rồi, dạo mình chụp xuống, dạo mình đi kiếm hải sản thôi các bạn ơi. Chưa. Đã quá à. Vậy rồi, điều tiên á, mình đi dẫn liều lên trước đi. Ngủ dẫn liều rồi đó, nói gió hổng cũng bài à. Ừ. Mình vô mình ngủ đi rồi mình dẫn liều phải không? Đúng rồi. Vậy hả, đi tắm rồi. Ờ, tắm rồi. Tắm rồi. Còn mấy cái đồ này để đâu? Thôi để đây, để đây đi, không ai lấy đâu sợ. Không. Mình có đem manh mà, mình lót manh ra đi. Mình dặn mấy cái đồ này lên. Anh em chạy băng ra anh em ơi. Vô. Lúc nãy thì team mình ở dưới gió bay cát nhiều quá nên lên đây ngồi nha các bạn. Thì giờ cô sẽ phát xúc xích tụi con ăn rồi nạp năng lượng mình bắt đầu thử thách nha. Dạ. Mình đang xúc xích vị phô mai nha các bạn. Wow, xúc xích có 4 cây hoa hồng ăn luôn. Còn mình thì ăn xúc xích heo cao bòi vị tâm sữa nha anh em. Mình ăn xúc xích lát vị phô mai bắp bơ. Để chọn đúng xúc xích heo cao bòi thì ở trên nắp hộp có hình hình chú heo rất là dễ thương luôn nha. Xúc xích heo cao bòi này có nĩa ra nè, mình dặn cái là có ăn rất là tiện lợi luôn nha. Đây là xúc xích heo cao bòi 3+1 được sản xuất 100% từ thịt heo nhập khẩu nên lúc nào đi thử thách hoặc là du lịch team mình cũng đem theo để nạp năng lượng nha các bạn. Mời các bạn nha. Ok. Xúc xích ngon quá chị ơi. Đúng thiệt luôn á. Mời các bạn nha. Ngon quá. Mời các bạn nha. Xúc xích này ăn hoài không ngán luôn. Có xúc xích này là mình khỏi lo bị đói nha các bạn. Tại vì này nó nạp năng lượng để mình bắt hải sản luôn nha các bạn. Mời các bạn nha. Quá ngon rồi. Mời các bạn nha. Quá ngon luôn. Mời các bạn nha. Rất ngon luôn nha. Ngon quá à. Mời các bạn xúc xích với mình nha. Cảnh á thì lại đẹp, xúc xích á thì lại non, không có gì bằng luôn các bạn ơi. Rồi. Mời các bạn nha. Nó rất là ngon luôn mà ăn trong cái gió mát này nó phải nói là quá tuyệt vời. Hôm nay là mình thử thách ở ngoài biển, còn mấy bữa sau mình thử thách ở trên núi sao. Bởi vì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký mạnh tay nha. Bây giờ thì mời các bạn nha. Ngon quá nè, các bạn thấy cớm không, quá giòn luôn. Cái gì vậy bà nội? Có năng lượng rồi, bây giờ tiến về biển bắt cua ốc mấy đứa. Bây giờ nước biển nó rút ra rất là xa nên cái bờ nãy lội lên để mình bắt coi có con gì không nha các bạn. Ok. Vậy? Cái gì vậy? Wow. Cho các bạn coi. Đây. Đấy, từ từ con nghiêu chết hay nghiêu sống vậy? Nghiêu sống. Ai chung nào vậy? Kiếm. Hình như là nước biển nó ra rất là xa bờ luôn á. Đúng. Nên có nghiêu rồi các bạn ơi. Wow, lần đầu tiên mình thấy hai con nghiêu tận tay bắt luôn nha. Do team mình đi á, không có chuẩn bị cái đồ nghề để cào nghiêu nên mình sẽ dùng tay luôn các bạn. Cào đi. Cào hả? Không có cào đâu. Cái gì vậy? Nãy tự nhiên cào sao dính được hai con. Có nghiêu nè. Có nè. Nướng lên làm. Đâu? Chỗ nào? Ý em nói là khu vực này có nghiêu nè. Ừ. Không, khu nào có nghiêu không?
nè, mới vô bắt được hai con. Ồ, nước biển dâng lên nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ ốc Pháp, mẹ ốc Pháp này mẹ em ơi. Cái này giống giống ốc Pháp. Ốc mỡ xin tới. Không, nhưng mà kinh nghiệm chú là con này chắc ốc mỡ nè. Thôi thôi, con bắt được, con bắt. Ê, chị chút nào, mỗi tiếp. Ôi, ê, đây nè anh em. Wow, đây nè. Wow, được con nữa. Ôi, chỗ này ốc rất là nhiều nha anh em. Mực nè nha, có nèo nè. Wow. Nèo quá. Wow. Con mực này nó chết rồi. Ừ, nó chết rồi, nó chết rồi. Nhưng mà vẫn còn tươi luôn chú. Ừ, thôi vậy mình lát lấy để dành mình nướng luôn. Đúng rồi. Wow, khu biển ở đây nói chung là rất là quang vắng nên có nhiều hải sản các bạn ơi. Bây giờ mưa luôn rồi. Wow, mưa rất là to luôn. Hôm nay mình đi cắm trại trúng mưa rồi các bạn ơi. Nhưng mà bù lại cái là bắt được rất là nhiều hải sản luôn. Do nước cạn nên nãy giờ team mình bắt được là sầu huyết, nè, nghêu với lại ốc mỡ các bạn ơi. Nhiêu đây cũng đủ nạp thêm năng lượng rồi đó. One hour later. Rồi giờ mình sẽ vô tắm các bạn ơi. Yeah. Wow, tắm rồi cho lắm. Trong phòng tắm. Wow. Wow. Chín mặn rồi các bạn ơi. Wow. Đây, công nhận nước biển này mặn ghê các bạn ơi. Đã không mấy em? Đã. Ủa, ở đây có đã dữ đâu. Em ra ngoài chơi kìa, đã lắm. Ôi, sao em trang hiếp cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Tụi biết. Tụi biết tự dạy rồi đâu. Quá đã rồi. Vậy là ba luôn. Cái này anh em mình no rồi. Ờ, đúng rồi. Thôi các bạn ơi. Đây mình uống nó hơi bị nhẹ luôn rồi đó. Rồi, đó là đầu tiên đó là mình đi tắm biển mà gặp trời mưa luôn nha các bạn. Lần đầu tiên mình gặp luôn á. Ôi, không biết sao rồi. Ôi, các bạn ơi. Ôi kìa, ôi gì vậy? Con gì vậy? Mừng quá các bạn ơi. Nãy giờ mình mới đánh được con nghe vừa chụp phá luôn. Cái gì vậy bà nội? Sao biết mà. Công nhận cái biển Vũng Tàu này sóng đánh mạnh thiệt các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ thử phá xe 4 giờ ở biển Vũng Tàu nha. Yeah. Nói mình sẽ đi dọc dọc biển á, coi có gì không các bạn nhớ đón xem nha. Chị Như với Trang ơi, nãy sao đâu là cát kia mẹ. Rồi, về nữa rồi. Ủa mấy em làm gì vậy? Chơi lại cát hả? Ủa vậy hả? Chơi cái bụi chơi. Chơi cái bụi chơi. Xin lỗi mấy em nha. Ok. Mấy em có tình đúng không? Ủa mấy em mà. Thôi thôi. Có tình đúng không? Mấy em heo đẹp lắm. Mai thua anh ra ba dung trồng sạch. Ủa trời ơi. Ủa trời ơi. Chén quá chú ơi, chú có trò chơi gì để chơi cho nó đã chén không? Đúng đúng. Rồi bây giờ team mình đông nha, chú có một trò chơi rất là hay luôn, đó là trò chơi rít nói đuôi nhau. Là gì vậy chú? Là mấy đứa xích chồng lên nhau, giờ Trang là Trang gác lên Trúc đi. Đó rồi Như gác lên Trang đi. Gác lên Trang. Đó rồi bắt đầu nhích tới. Đúng rồi, ai mà làm rớt ra phải nói lại, rồi đi tới cái bước đầu tiên thì người đó thắng. Giờ ba chị em mình ai dẫn đầu đây? Em luôn trời. Rồi bây giờ á, ở đây cô thấy có ba bạn nữ, vậy là một đội, còn lại 8 bạn
nam, mỗi đội sẽ là 4 người, chia ra một người hơi nhỏ nha, tại vì đất Duy Vinh hơi nhỏ. Wow, những mấy ông con trai này không biết mình thắng nổi không nữa. Thắng rồi em ơi. Nước biển bây giờ dâng vô mé rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô mình dâng liều thôi. Thì mình nghĩ là thử thách 24 giờ của mình hôm nay rất là khó luôn các bạn ơi. Đúng đúng. Vì phía trước của mình các bạn thấy không? Mây đen thôi. Bây giờ cũng là muốn tối luôn rồi. Giờ mấy đứa tắm cũng lạnh rồi, bây giờ mấy đứa thay đồ rồi dâng liều, bắt đầu mình kiếm gì mình đốt củi lên mình nướng lương thực mình ăn đi. Dạ. Bây giờ team mình đốt lửa để có than nướng hải sản các bạn ơi. Mình sẽ ăn con nghêu cực khổ của mình nha anh em. Ok. Đó, từ nãy giờ mình nướng, giờ nó mới chín nè. Đó, bây giờ mở nè nha. Không em. Nó mặn mặn ngọt ngọt thôi anh. Ôi, thèm quá à. Hồi mới này mình bắt được con mực nha các bạn. Đó, bây giờ mình nướng chín đây nè. Giờ cắn ra đi em. Rút cái này nó ra nè. Thôi. Em có đem cái dao nè. Rút đoạn nó ra. Cho chén nữa hả? Nè. Nè nè, cho như trước nè, chia 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 từ từ đi. Chia đi, chia đi. Nè cho bạn nữ ăn trước đi em. Ok ok. Ê cho em yêu nè. Anh nướng nãy giờ kỳ công lắm á. Trời ơi. Đợi. Dính. Ngon quá bạn ơi. Trời mực này cát không hả bạn ơi? Đúng rồi, cánh rương nghe cát hay không á. Mực này cát với mặn quá, thôi giờ em vô ăn xúc xích đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử sò nghêu nướng nha anh em. Wow. Ăn gì á, mặn mặn của biển à. Béo béo, có mấy hộp cát của mày nữa, ăn cũng tạm được thôi các bạn ơi, chứ không phải là ngon quá. Thì mình bắt được mấy nghêu với mấy sò huyết nhưng mà nó cát quá các bạn ơi. Cái này phải ở nhà mình ngâm một đêm nó mới qua bữa sau nó hết cát. Bây giờ mấy đứa vô ăn xúc xích nạp năng lượng nè mấy đứa ơi. Thật sự ở ban đêm ở đồi cát gần biển này các bạn, nó rất là lạnh luôn á. Thì mình tính ra bắt hải sản đêm mà không nổi các bạn ơi. Đúng rồi, tụi mình phải lấy cái này che chân rồi chứ lạnh lắm. Gặp hồi nãy tụi mình giờ mưa nữa các bạn, lạnh lắm. Quá lạnh luôn á. Hên là ngoại có đốt cái bắt đầu nó hơi nóng nóng cũng đỡ thôi con. Bây giờ bốn anh em mình sẽ đi ngủ nha các bạn. Ngoài đây lạnh lắm các bạn ơi. Nổi luôn. Công nhận lạnh thiệt các em ơi. Đáng nữa mình chịu ấm. Ủa rồi mấy thanh niên kia đâu? Dạ con đây nè chú ơi. Mới ăn hải sản xong chú ơi, bây giờ ba anh em con ngủ chung. Rồi là bung liều ở đây chú ngủ chung luôn. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối mà về đêm á biển gió lạnh quá các bạn ơi. Gặp hồi chiều team mình bị mắc mưa nữa. Mình định đi khám phá biển về đêm mà giờ lạnh quá phải vô liều ngủ thôi à. Bây giờ team mình ngủ để lấy sức ngày mai chơi các trò chơi ở ngoài biển cho các bạn xem nha. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn đó. Buổi sáng đây thì mình thấy rất là nắng luôn các bạn ơi. Có lẽ là do ngoài biển trống nên rất là nắng. Giờ mình sẽ hỏi team mình coi đêm qua như thế nào. Hôm qua ngủ ở đây á các bạn, rất là lạnh luôn á. Phần nữa là ở trong liều này á, người thì đông, liều thì nhỏ nên rất là chật. Nhưng mà mình vẫn cố gắng thử thách tới sáng nay luôn các bạn ơi. Nói chung là qua chật nằm hơi khó ngủ chút xíu ha. Còn chỗ hôm qua mình đốt cắm trại nè. Rồi có mấy thanh niên này làm gì đó, em ru bà rù rồi. Hello anh em. Hello. Hello chú. Xin chào chú. Vậy nope. Sáng rồi. Sáng rồi chú. Ừ. Ngủ chưa có đã chưa. Mấy thanh niên này thì nói chung nằm rất là ấm cúng luôn ha. Con qua ngủ thế nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Còn Tài nữa xây qua xây lại ngủ không có được gì hết trơn á. Cái ôm, gì? Ôm còn nã hở vậy. Nãy rồi ôm rồi. Thôi lần đầu tiên ngủ ngoài biển gió quá. Đúng rồi đó. Lần đầu tiên con nằm trên bờ biển đó chú. Thôi nó đắt cát nó mềm. Mệnh luôn, đã lắm. Rồi coi bên đây nó cũng nằm ru rồi nè. Dậy dậy mấy đứa. Sáng rồi. Sáng hả chú? Sáng dữ lắm rồi, nắng luôn rồi. Hôm qua nay ngủ lạnh quá trời lạnh luôn. Tối ngủ tưởng ba cái lều cũng ngu quá chú. Rồi thôi dậy đi rồi mình ăn sáng rồi mình nghỉ gì chơi nè. Chú thấy ở đây là cát cao chắc mình trượt cát được á. Buổi sáng mình ăn xúc xích tiếp, nạp năng lượng đi bắt đầu thử thách nữa nha mấy đứa. Dạ. 5 minutes later. Ăn xúc xích bây giờ mình có năng lượng rồi, kiếm cho chị chơi đi chú. Chú thấy phía sau chú có bãi cát nè. Ờ. Độ dốc nó rất là dốc luôn.
Rồi bây giờ chú chuẩn bị sẵn cái mành này nè. Để làm gì chú? Mình leo lên trển mình trượt xuống. Ủa vậy hả? Để chịu cho. Đúng rồi. Bây giờ là từng thành viên lên thử coi. Mình nhìn trước đi mới. Trời ơi, sẽ đẩy phụ mình nha các bạn. Đó anh em ơi. Ôi, quá phê rồi. Đó. Mệt không? Mệt sao mệt? Nó giống này hơi bị cao luôn, cả 50 mét rồi đó. Rồi, tôi chịu rồi, Trời cái dốc này thấy y chang mũi né luôn nè mẹ. Nhưng mà có khác cái là đây cát trắng, còn kia cát đỏ á tụi con. Con nghĩ mấy anh trượt không được đâu mẹ ơi. Không, mẹ thấy mấy anh tôi bộ có vẻ trượt được đó con. Tư thế đâu sẵn sàng rồi đó. Rồi, bị nhanh. Rồi, bây giờ đẩy nhanh. Là cụ đèo luôn hả? Không phải rồi các bạn ơi. Ôi, ngựa trượt không té mà sao người đẩy té vậy anh Mạnh? Không, con ngồi phải ngược ra làm sao? Con ngồi. Chú ơi, như nãy Minh ngồi đó là cái này nó ít quá gì á. Con còn thấy vậy, để vậy nè. Đúng rồi. Ừ, ngồi lại đi. Cái dốc này chú thấy rất là lý tưởng luôn mà. Rồi, giờ rút kinh nghiệm của Mạnh là trung cho tấm bạc cao lên nhảy gì sao nha. Ok. Ờ, đúng rồi. Rồi, đẩy đi mấy đứa. Nghiêng gì sao, nghiêng gì sao. Ừ, đó, được kìa. Trời ơi, mặt cũng đẹp. Để con chơi rồi nè. Đúng rồi, thành công rồi đó. Giờ có ai muốn trải nghiệm đâu. Đi cái dốc cao hơn nữa nè chú. Đâu. Trời ơi, cái dốc này mới đỉnh nè. Wow. Cái dốc này thật sự đỉnh luôn. Cái dốc này em thấy coi bộ nó ổn nè, nó cao. Bây giờ ai trượt đi. Rồi, giờ Đức sẵn sàng chưa? Anh em, ngồi bên. Ngồi ngã ra sao nha. Wow. Rồi. Đức nằm luôn dưới sườn rồi. Wow. Bên. Chết đi. Trời ơi, quê lắm anh. Cái này trượt bằng cơm thấy nhanh hơn trượt tự nhiên á nha. Nãy giờ tụi con chơi rồi, dạy tới chú chơi á chú ơi. Ừ, đúng rồi đó. Rồi, để chú thử sức coi nó trượt tới đâu nha. Trời nắng nóng mát quá anh em ơi. Nói chung là bây giờ nắng sáng cũng tốt, nó không sao đâu. Sẽ trưa mà con phơi cái đó là trái già luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ là mình trượt nha. Chú cảm giác cực mạnh luôn. Okay. Chú sẵn sàng là con đẩy chú nha Mạnh. Rồi. Đó. 1 2 3 đẩy đi. Đẩy. Chết chú con ơi. Đẩy gì dữ vậy? Trời ơi, đẩy gì mà mình nhắm mắt không à? Vô cảm giác sợ. Nó nhanh cực kỳ luôn. Hồi nãy giờ mình chơi trượt cát chú thấy là ăn cát nhiều quá. Giờ mình đổi chủ đề ha. Ok. Bây giờ mình chơi 50 chịu không? Nhưng mà em có ý kiến. Hả? Năm rồi mình khoanh vùng, nó khoanh vùng, thí dụ vùng này hoặc vùng kia chứ để chạy lan qua bản xa lắm. Đúng rồi, ở đây nói chung là rất là rộng. Thôi chú cho phạm vi của mấy đứa là bán kính 20m. Ai mà vượt qua 20m là người đó lội luôn. Rồi nếu mà người nào mà con được, chú cho mỗi người là 2 hũ xúc xích theo cò bòi. Yeah. Ủa vậy là chú bắt hả chú? Không, chú đi quay mấy đứa thôi chứ chú bắt chạy xong lại mấy đứa. Hết bị đi. Rồi bây giờ là nhiều rồi, hết bị coi là ai người giữ cộng tung á. Nhiều ra. Ít bị nhiều ra nè. Màu trắng quá trời luôn nè. Màu đen. Màu đen ít. Nhiều ra. Ít bị. Nhiều ra nè. Kéo qua Tài ơi, kéo qua. Xuống mình ơi. Oh man. Rồi, vậy là Tài là người bắt nha, cái con tung mình ngay chỗ này. Đó. Thôi chú cấp Tài sẵn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, giờ mình bắt thôi. Không, bây giờ ở đây mình bán kính 20m thì mình cho 400 thôi. 5, 10, 15, 20 tới 400. Rồi, đi Minh. Rồi nè, chị ngay đi. Rồi, chạy đi. Hello các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi chỗ. Bây giờ em chỗ này không? Dạ. Hay mình chỗ này đi, xong rồi lát mình chạy chỗ. Mình chạy qua cái bụi này, mình chạy qua cái bụi kia. Em okay, okay. Ok, ok. Ê, anh thấy đây mát, lý tưởng nè. Ơi, bụi này cũng được. Anh em ngồi đây được rồi đó. Ê, đáng đẳng nha nè. Xích vô Tại á. Bởi vì Tại mà ấy là mình sẽ chạy qua mấy em kia. Tại em đi lên tới khúc bên mấy em đây, mình sẽ chạy tung nha anh em. Xích vô nữa, ai nhớ đây thấy á. Giờ mình sẽ 50 nha, chỗ này rộng quá, không biết tìm được ai không à. 50 nha. Rồi, 5 đi. 5, 10, 15, 100. À, không được, cái gì vậy? Chú. Có chú đây là không được ăn gian nha. Rồi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bây giờ mình sẽ đi trốn nha các bạn. Tài rất là chạy nhanh cho nên mình sẽ trốn chỗ nào gần gần thôi. Thôi ba chị em mình trốn chung luôn đi. Thôi mình trốn chung. Ok. Hello các bạn nha. Bây giờ mình với ăn sẽ đi trốn tìm với bạn. Bạn kính của mình là 20 mét á. Giờ mình núp đâu đây ăn? Em định núp vô bụi nè. Ok. Đi thôi. Here we go. Đi thôi nha các bạn. Núp vô bụi nha. Mình sẽ phụ ăn núp vô bụi. Còn mình lát nữa mình sẽ đi núp chỗ khác. Ôi trời, sao không có chỗ nào chốt hết vậy? Núp đi. Ừ. Ê, em chui lên bụi cây không? Ôi, em nói vậy rồi dễ chạy. Có tổ ong kìa. Đâu?
ông đất. Ôi có to ông các bạn ơi. To ông này là to ông gì hả? Ông. Ông đất hả anh? Ông đất này ăn được không? Không, chích mỏ anh á. Ấy ghê vậy? Vậy thôi em núp đây nha, anh đi kiếm chỗ khác đây. Anh đang trốn ở đó kìa. Anh núp đâu? Ở trên đây được không? Kệ kệ, có cái lõm kìa. Rồi 400. Anh cột ba bước bắt nha. Rồi. Tại bắt đầu đi bắt rồi nha anh em. Không biết tại sẽ đi thế nào đây. Tại không có nhiều. Ờ à, đúng rồi. Chuẩn bị cho chỗ nha. Ok ok. Xong rồi nha các bạn. Xong rồi nha. Ôi trời. Nhanh quá à. Tại điểm nhanh khủng khiếp luôn các bạn. Mới vừa cho giúp càng trốn xong cái Tài năm xong mất tiền. Có nhà Tài, đây lùm cây đồ nhiều lắm á. Ê, coi chừng ở phía sau cái bọc nha. Chút nãy chú thấy nó chạy tán loạn luôn á. Coi chừng nó đột kích kia đó nha. Coi như là cái này là mình chơi thử thách luôn các bạn. Rất là rộng. Hồi nãy mình thấy mấy đứa kia chui chui đâu mất tiêu hết rồi. Chết rồi các bạn ơi, chết rồi. Tài đi kiếm rồi, Tài đi kiếm rồi. Mình sẽ chạy lên đây. Núp phía ngoài con này. Trời ơi, lỗi biết rồi các bạn ơi. Mình chạy lẹ quá rồi. Anh ơi, cái gì? Nãy đẳng có nguyên con gắn luôn á. Cái gì ghê vậy? Đúng rồi. Dài sọc vậy nè. Xin vĩnh biệt. Ôi ghê dữ em. Chậu chết luôn. À, nãy anh cũng đi chạy chỗ á. Nếu không là anh bị lụm rồi. Ủa mà Tài điếm cái gì mà lẹ dữ hả? Chứ hỏi là đi tìm rồi. Đang đi tìm đẳng ha. Dạ anh có cách nè. Hãy mình chạy lên bờ biển. Lên bờ bọc biển. Rồi mình núp từ từ là lại xuống dưới rồi mình toán. À lên cái dốc mà hả? Ừ. Ê chị chụp đi xuống. Lại kẹp không đây. Rồi chụp không kẹp rồi. Trốn trong đó cho nó gần mà. Để chạy em mà chạy em kẹp. Tài nhanh quá. Các bạn ơi, Tài mới vừa bắt được chút nha. Tài nãy mới đứng trước mặt mình luôn. Đó đó Tài. Hồi nãy Tài đứng ngay cái bụi dặn xanh xanh đó. Trời ơi, mình run quá trời luôn. Giờ mình phải gán, mình toan được nha. Sau khi nghỉ mệt mình thấy cũng khỏe khỏe xong rồi. Sẽ đi là lại xuống, chạy không? Mới giúp té nữa các bạn ơi. Coi coi có 200 liều không? Không có 200 liều các bạn ơi. Thì con kiếm sao đủ 20 mét con hoành lại. Đúng sao, đi mấy thanh niệm. Nó leo lên đồi thì đi xuống, chọc ở đây đó. Có thể lắm á. Tại cho phép trên đồi được 20 mét mà. Ê, ê, Tại thấy ai vậy? Tại thấy ai vậy Tại? Nãy mình chạy là ok á, mình. Anh hồi hộp anh chạy không được. Bây giờ mình phải đợi hồi cơ không? Ừ, đúng vậy là em chạy trước á. Anh hồi đợi hồi cơ là anh mất cơ hội á. Ờ, thêm một cái nữa thôi. Okay. Tại mà đi cái nữa là mình giọt nha. Nhớ nha Trinh. Xíu chạy nhanh lên nha. Chạy lên em, chạy. Coi chừng con nhào lên nó phóng đồi. Cái gì vậy chứ? Đó. Ai chạy lại rồi. Rồi thấy chị nhớ rồi, thấy chị. Ai? Trời. Rồi. Xin chạy ra to mắt luôn. Tại mới bắt được Như kìa bạn. Mình tiến gần lại cột cờ nha. Kìa Tài bên bụi. To. Vậy là đứt con trước. Yeah. Wow, đứt hay quá. Rồi vậy là còn hai người nữa. Còn Mạnh với Ân. Thả con Trang, Trang. Sao cái đồi này nè. Đúng. Vậy là mấy thanh niên này chơi đi đường vòng nè. Dạ, mình nên chở mấy anh chạy ngược kiểu này. Ừ. Dạ, phải chạy nhanh hơn người ta, mới thắng người ta được. Đúng rồi. Chạy. Cái chích đau quá các bạn ơi. Mấy kẹo nhím biển này, chích đau hiểu quá. Thiệt. Công nhận mấy kẹo nhím biển này. Nó chích vô, tơi tái làm người luôn rồi. Rồi, không nhầm vô nữa. Nhà mình sẽ vô chủ đề chính thôi. Có ai không anh? Không có anh ơi, em đang đợi Tài đi tìm mấy người khác để em toan nè. Đấy, Tài đang đi tìm lại, đi. Xuống. Núp xuống. Chạy lên đây nè. Chạy lên đây nè. Mệt rồi các bạn ơi. Tìm kỹ là đi. Đây là không có nè, có tiếng anh lèo tụi một cây đó. Nói chung chơi chúng tìm nè, đòi hỏi phải kỹ năng chạy nhanh và con mắt phải long lanh. Anh Mạnh bắt chưa cha? Anh Mạnh chưa. Ôi, còn anh Mạnh, anh Ân, chị Trang. Đi cho anh cho bù lầm. Mình bị bắt rồi các bạn ơi. Mình thấy con đường mới rồi.
ông đang nhìn trước nha các bạn. Thôi rồi, bắt được Trang rồi. Đi em. Ai? Ủa còn Khang nữa. Ai vậy? Anh. Rồi. Rộ luôn, mình bị bắt rồi các bạn ơi. Còn được ai đâu? Khang với anh còn ai nữa? Mạnh rồi. À, Mạnh bắt luôn hả? Oh no. Em tính dứt điểm luôn mà tự nhiên thấy em tài rồi. Ngồi việc trước nãy giờ ngồi gần mò. Mình mà không có chèo không bao giờ kịp là mấy anh này to các bạn. Rồi vậy là vô tình là đang toan thang mà mấy đứa chạy ra toan, thành ra là Tài mới bắt kịp đó, phải đợi chút xíu được rồi. Tài lần này là sống ba người. Trung nè, anh Khang nè, với anh Minh. Với anh Trung. Đức nữa. Trang đã thấy Tài qua kia nên Trang không chạy, Trang ngồi luôn. Ủa chú, dạo chơi nữa không? Con hẹn xuống hết quá, để con có phần hưởng xúc xích chơi tiếp. Rồi mọi người là cho hai hũ liền nè. Rồi, bốn bạn chiến thắng, con thưởng cho mỗi bạn hai hũ xúc xích cho con. Ủa, Vinh có thắng đâu mà lấy. Trời ơi. Cảm ơn cô. Ủa chú ơi, nói chú nghe này nè, mình chơi trò chơi đây á, nóng lực quá à, bây giờ mình ra biển đi chơi cho nó mát. Mình đi tới biển, mình phải chơi những trò dưới biển nhiều hơn trò chơi. À rồi, cũng có lý. Nghĩ ra trò chơi này nè. Bây giờ mình sẽ chia đội ra chơi kéo co. Hôm nay hình phạt của mình đã tới biển mình chơi lớn. Đội nào thua thì đội còn lại có quyền khiêng cái đội bạn phải xuống biển. Bây giờ chú đã chuẩn bị một dây thần rồi nè. Giờ là mấy đứa tù xì người mạnh theo người mạnh. Đúng, người rồi. Yếu theo người yếu. Đúng rồi. Hai người mạnh sẽ đấu với nhau. Giờ mạnh Minh này thấy cũng yếu nè. Trung giờ mạnh với Trung đi. Ok. Khang với Minh. Ừ. Đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình chia được hai đội, đội thua đội thắng. Bây giờ mình thấy đội thua này có vẻ yếu thế hơn đội thắng nha. Cô kìa chú ơi. À. Con đừng có nói vậy, phụ nữ đàn bà rất là yếu. Kìa mình mạnh luôn á. Tụi con là sức đang trưởng thành rất là mạnh, gấp 2, gấp 3 là cô luôn ở phân biệt. Rồi bây giờ mình thử sức luôn đi. Rồi bây giờ phát dây nè, rồi kéo ra. Mình là chùa chó mà ở đội thắng nha các bạn. Đó, mình có làm cái cột dưới nè, trời cứ ngát luôn. Trời ơi, chơi cái cột dưới cát luôn ha. Đây nữa mình làm nè. À trời, ai cũng chơi lắp cát hả vậy? À rồi, ai cũng chôn chân chứ. Nhưng mà mấy đứa chôn chân là cố định đâu có đẩy đi được. Phải một chân hở trên bờ. Rồi đội hình bên đây sẵn sàng chưa? Đội hình bên đây sẵn sàng chưa? Ok. Bên đây thấy yếu hơn anh ơi, nhỏ nhỏ. Có chiến thuật gì không? Chiến thuật là hai người lớn ở đầu, một hai đứa nhỏ nhỏ ở giữa và một người trung trung ở sau. Mình nói anh em nghe nè, thấy chuột là đủ hiểu rồi vậy. Rồi bây giờ hai đội sẵn sàng chưa? Chú đếm thứ ba là bắt đầu kéo nha. Cái mất của mình là ngay chiếc anh đó. Thảo chú ơi. Rồi 1, 2, 3 cố lên. Trời ơi, đội bên đây nằm xuống luôn. Kêu 2, 3 Trời, đội bên đây nằm xuống luôn. Rồi đội bên đây có dễ yếu hơn rồi. 1, 2, 3 cố lên. Cố lên. Vinh thì cố gắng lắm nè. Cố lên. Anh Mạnh nằm luôn rồi kìa. Rồi, đội bên đây. Đội bên đây thắng qua một khúc luôn rồi. Phản đối, đội bên kia chơi nằm không đều. Đúng rồi, nằm nguyên thân người nó nặng rồi. Trên đây ta dùng sức tay không à. Đúng rồi, người ta kéo muốn đổi tay. Ờ, anh Mạnh vậy nè. Sao chèo rồi vậy? Hồi nãy đâu vậy đâu, cúp đầu anh kìa nè. Bây giờ muốn em kéo Mạnh quá. Anh ơi, mình nằm. Thôi, bây giờ chú làm trọng tài nè. Đội bên đây không khâm phục do mấy đứa bên đây nằm. Đúng. Bây giờ mấy đứa đứng dậy. Coi thắng ai thua nè. Đừng quyền nghe nhẹ không chú. Được. Nhưng mà không cho ngồi hay nằm thôi. Rồi, chú phải cho. Chỉ được hai chân chạm đất thôi, không được cái gì nữa hết. Rồi, ok, đúng rồi. Rồi cái mức của mình là ngay chế banh như cũ nha. Rồi đội bên đây có chiến thuật gì không? Dạ, bây giờ đau tay quá, mình chia cái bản áo này. Rồi, đó được. Áo rất nhiều hơn quá. Ừ. Tính là vậy thôi chứ không biết thất bại hay thành công. Bên đây là thấy đội chiến thuật là mấy người mạnh lên đầu phải không? Giống đội bên kia. Rồi. Bây giờ là chú làm trọng tài, chú đi thứ ba là bắt đầu kéo nha. Bây giờ mức mình nghe chế banh ngay giữa nè. 1, 2, 3 kéo. Trời, ngồi dậy nha, đứng dậy không cho ngồi xuống. Trời, cố lên Đức ơi, cố lên Như. Trời, bên đây cũng chơi chân thực nắm bằng áo luôn hả? Kéo nổi không Trang? Trời, cố lên, cố lên. Hồi nãy giờ cái mức ngay cũ nha. Trời, có vẻ lạnh qua miếng rồi nè. Ôi ơi, nó còn lạnh qua đây rồi. Cố lên, cố lên. Rồi, rồi, qua đây. Rồi.
Đâu đây thắng rồi. Yeah. Mình sẽ canh dục bạn Minh nha các bạn. Rồi, Đức thắng mà nằm luôn rồi. Rồi đổ đây còn cái gì đây phàn nàn không? Lục. Chấp nhận thua phải không? Ơi, công nhận ở bãi lực lượng trai nhiều quá còn bên mình đi rỉ nhiều. Bây giờ chấp nhận hình phạt đi rồi mấy đứa muốn quăng ai ra biển quăng đi. Ai còn muốn quăng mình nè. Cô sẽ là người tự nguyện tự tử thì tao khỏi từng đó nha. Ờ không tự nguyện. Có chơi có chẹo à. Có chơi có chẹo. Ờ có chơi có chẹo quăng luôn. Quăng luôn. Nếu mày bây giờ không chịu quăng ra biển phải hụt dầu 20 cái. Rồi, ok. Rồi vậy chấp nhận 20 cái luôn. Em khỏi hụt dầu đi. Em hụt dầu nha. Rồi coi cô hụt dầu nè mấy đứa. Rồi. Thôi giờ Vinh quăng ra biển luôn đi. Rồi bây giờ mình ra biển kìa. Mình thấy buổi trưa thì bây giờ là nước biển ra càng xa hơn qua nữa các bạn ơi. Nó ra rất là xa luôn nè. Mênh mông luôn. Ở đây đúng là biển Quang Du nha. Không có một bóng người luôn. Bây giờ đội thắng muốn rinh, đội thua ai rinh thì rinh đi. Okay. Đó, giờ, tôi nói nè. Nhưng mà bé này chưa biết bơi nên tụi con rinh thả ở nhịp nước nhẹ thôi. Đúng thôi. Okay, rồi. Thôi giờ đến thứ hai thôi. Ba ta chốt. Ai chốt chạy ha. Bây giờ tôi chạy nha. Tội nặng tội mạnh á. Wow. Đầu hú nhẹ nhàng hơn. Rồi em. Đầu hú nhẹ nhàng hơn nha. Ok. Chớp đâu. Chớp mày tay. Đây đây đây. 1 2 3. Đã luôn các bạn ơi. Ê Minh trốn, Minh trốn kìa. Thôi rồi. Mấy chị chạy lại. Bắt bà ơi. Bắt mất là. Rồi, này tội chạy nữa, quăng hơi mạnh nha. Đâu, vô bụng rồi. Rồi bây giờ mình tắm biển đi. Ừ. Ê nãy tôi lộn được có con gì á. Ơi đi anh em ơi. Nói chung biển Vũng Tàu này rất là đẹp luôn. Quá đã luôn rồi. Anh lưới cá nhiều với có bán không? Cá lìm kiền bự với hả? Trời cá lìm kiền biển gì bự với hả? Cá lìm kiền hả? Ê có mấy con luôn nè chú. Ờ quá trời luôn nè. Cá lìm kiền mới hả? Cá lìm kiền bự nè. Ê mấy có mấy con cá này giống như mấy cá bạc má nè. Không giống cá biển của mình nó trong cam. Ê chú con cá bự bự. Ờ con này cá gì bự với hả? Tự nhiên cái này cá biển mình thường á. À cá này cá đối. Đúng đúng. Cá đối hả? Ừ. Ủa sao cá đối bự với ta? Cá đối khổng lồ. Ê còn con này là giống. Ờ con này con cá chim hay gì á. Đúng rồi. Quá trời luôn. Toàn cá gì lạ, nó có con gì bám vô nè. Ôi. Ôi con này giống là con ký sinh của nó hả? Giật ra coi Mạnh. Đây 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 để con. Giật ra coi nó hút sâu không? Ờ nó hút sâu lắm nha. Ôi, con ghê quá chú ơi. À con này cũng giống như nó còn cái đầu đó nè. Con này giống con rận biển á chú. Đúng rồi con rận biển. Ôi, nó hút nó ký sinh theo. Ở biển này nói chung là rất trù phú luôn nha. Cô mới mua một số cá biển nè tụi con ơi. Bây giờ á mình rửa đi. Lát lên mình bẻ củ mình nước ăn tại chỗ cho nó tươi ngon. Dạ. Bây giờ rửa đi mình lên mình ăn. Bây giờ cũng là 12 giờ trưa ở đây mình nói là nắng cực kỳ luôn các bạn ơi. Nhưng mình tìm được cái bóng cây này rất là mát luôn. Yeah. Giờ mình đốt lửa lên nướng cá mấy đứa. Ôi, ra kìa. Đang đang chạy. Ủa bà hả? Trời thanh niên. Thanh niên này. Nãy giờ tôi hay ngon rồi đâu. Thanh niên này khó lừa quá.
cái này nè. Ừ rồi. Cái chen màu xanh. Đúng luôn á. Cái này giống như chen là con rắn lục cơm nè. Ủa cái cây gì ngộ thiệt chứ. Đây chứ. Lạ nha. Nãy mình làm em hết hồn phải mạnh. Rồi cưa cái, cưa cái, cưa cuối. Nè mấy em dịnh đi để anh cưa cho. Ok. Rồi quất đi. Ủa. Anh chân chân mạnh quá mà anh cưa cũng không được luôn. Thôi chú cưa vô, chú cưa vô. Để em. Rồi chung kìa. Thì là làm vậy nó lẹ hơn rồi. Rồi đó cưa cưa khúc khúc dục vô đám nó đặng mình đốt lên. Có lưới than mà nướng cá mới được. Để luôn. Nói chung là hôm nay mình thử thách 24 giờ này giống như đi sinh tồn luôn á. Vừa pha 24 giờ vừa sinh tồn luôn. Chú thấy có than rồi, bây giờ là chú nướng cá nha. Đó. Cá của mình còn rất là tươi luôn nha. Đó, rồi bây giờ mình nướng đi. Nướng đi chú ơi. Ôi nóng quá trời, 12 giờ rưỡi rồi mà. Quá trời nóng luôn chú ơi. Giờ chú sẽ để theo hướng này để mình nướng luôn. Cá này nãy giờ để nó cong mà. Cá này hồi xưa giờ chú cũng chưa ăn nên không biết nó sao đây. Con cũng chưa ăn nữa. Chim. Ừ rồi để vô nướng trước mẹ này đi nướng tiếp. Ôi mình mới phát hiện được con cá gì cái răng nó nè. Ôi ôi cái răng nó khủng lồ không. Nó nhọn cái này đụng vô là đứt chảy máu liền á. Con cá này theo mình nghĩ chắc con cá hổ gì á. Mình đoán thôi chứ không biết nữa, các bạn biết các bạn bình luận giùm mình nha. Cá này bự quá mình bỏ vô luôn. Cá này gọi là cá bắt má hay cá gì á. Hay là cá biển sòng ta. Cái chà bạc đó chú. Cái chà bạc. Cái chà bạc là gì mình? Cái chà bạc anh nghe tao nói cái nói vậy. Trời ơi cá gì lạ quá. À con gì nãy Trung bắt này phải không? Rồi dập lép luôn rồi. À con này con ốc bông tai tím á chú. À ốc bông tai tím này nướng thử luôn. Ê cái chim nó khác rồi chú. Thôi đảo lại, đảo lại. Chim nó khác á chú. Mới dục vô. Ôi khè. Dạ khè luôn. Mới dục vô đã vàng rồi. Đấy làm này ngâm khổ quá. Bố mình làm đê chứ rồi. Cái gì vậy bà nội? Bởi anh ơi. Cái nào cũng có cái cực và cái sướng của nó riêng. Đàn bà thì người ta sinh đẻ. Còn đàn ông phải gánh vác mấy chuyện nặng chứ. Trời không sướng ơi anh ơi. Trời khôi quá. Chạy chạy. Thôi vô vô. Anh mà làm con gái em kêu anh bằng Minh công chúa. Cảm ơn. Mình ở đây nằm ngủ để cho mấy anh nướng cá nha các bạn. Mình thử thách ở đây hơn 24 giờ rất là vất vả. Các bạn thấy hay hãy cho một like và một đăng ký nha. Ơi cá mình chín rồi anh em ạ. Wow. Ôi chú ơi. Cá chim, chú khoai cá chim. Wow. Ôi cá chim này bự quá nặng quá hả. À, ui khè luôn. Ủa quá đã rồi. Trời ơi. Cô đi đâu qua hôm nay vậy? Nãy giờ cô không làm phụ. Nãy giờ cô ngủ mà. Mà. Cô con không biết nè, cô cũng có nhiệm vụ biết sao phải không? Ở đây rất là quan du mà mấy đứa gái ở một mình rồi cô phải giữ chứ. Mình nướng cá xong bây giờ cũng 1 giờ 10 phút rồi. Mà mình phát hiện ra cái bàn này rất là mát luôn nè. Yeah. Đúng rồi chú. Cái bàn này nó rộng quá nên che nắng nữa chú. Ừ. Chảnh một chiêu nữa. Đúng rồi. Chứ tụi con phải cảm ơn những bạn trai này nha mấy bạn nữ. Tại vì nãy giờ nướng cá chồng nắng nướng cá cho tụi con ăn đó. Thôi bây giờ mình cắm trại chung thì mình giúp qua giúp lại đi. Rồi ăn đi tụi con. Ăn đi tụi con ơi. Mấy bạn nữ lộn với mấy miền Nam ăn đi. Ờ đúng rồi. Bây giờ mấy đứa review thử cá lìm kìm biển coi. À, cá lìm kìm nha mày. Cá lìm kìm. Thịt em thấy nó dài. Nó ngọt lắm. Xương nó màu xanh nè. Đâu. Đúng rồi, xương màu xanh nè chú ơi. Xương nó lạ quá ha. Xương màu xanh này ta. À, khác mày cá. Không có ăn, không có mắc cỏ với mèo mèo à. Mèo mèo hả? Ở dưới nhai luôn xương. Trắng bóc luôn rồi các bạn ơi. Rồi, thử rồi, thử rồi Minh. Khó hả? Ai không không chấm muối rồi nó có mặn không? Cá biển con nghĩ chắc cũng mặn. Hơi mặn. Hay lòng không? Không. Có thịt nó ngọt. Nhưng mà cái gì lớp da ở ngoài mình nướng á nó có cái nó hơi mặn mặn thôi. Đúng rồi. Cái này có két vô nữa hay sao á? Vậy thổi thổi trước nghe. Đó. Đây. Biển con à. Quả thằng cá tươi luôn ngon nè. Ôi ôi thịt. Ăn khéo xương nha mấy đứa. Wow. Nấu đến xương nhưng mà cũng có xương. Mình cẩn thận là tốt nhất. Nói chung là hôm nay mình hên các bạn đi gặp ngư dân đến bắt cá mình mua tại biển luôn. Cái phần này á mình đốt xong rồi mình lấy cát mình lắp lại cho nó không lan ra nha. Qua nay á team mình thử thách hơn 24 giờ bãi biển này nha các bạn. Thì ăn tiết kiệm cũng còn được 5 hũ xúc xích heo cà bồi. Thì qua cái trải nghiệm mà thử thách trên bãi biển này tụi con cảm thấy như thế nào nè? Con thì cầm hai sóng biển đánh giạt vào thoải mái lắm. Mà nắng. Trời sao nắng cho con? Đen chứ con. Trời ơi rồi. Còn con thì thích tắm biển. Cái sóng nó đập vô đã. Vậy hả? Còn con nè là con phát trên 50. Tại sao? Ở đây trên khu gần vậy á. Trời ơi chạy núp chỗ này chạy núp chỗ kia đã lắm cô ơi. Còn em á thì thích chơi đá banh cơ. Đá banh ở dưới biển mình chạy cho mình té hộp máy nó không có bị gì đâu. Ừ, đúng rồi. Còn con á chơi ngoài biển này con thích nhất là kéo cò. Kéo cò chứ nổi hả mà đỏ tay con luôn. Còn con á thì dạ. Con thích tắm biển tại biển đây nó đẹp lắm cô. Đúng rồi, con cũng giống anh Trung nữa. Con cũng vậy. Con á tắm biển rất là vui luôn mà sợ đen quá cô ơi. Trời ơi, em con cha mà sợ đen, người ta nói cạo to đen hồi gã mới phải nè.
một con á thì phải ăn cá biển nướng á cô. Đúng rồi, thịt rất là ngọt luôn á, còn tươi đó. Thật sự thì thử thách ở biển này mình cảm thấy là rất là vui luôn. Có điều là hơi mệt các bạn, do là nắng với lại cát đi rất là mệt. Còn nếu các bạn thấy thích video này, các bạn nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất của tụi mình nha. Bye các bạn. Bye bye.